Chí Thiện và Phương Quỳnh xin chào quý vị khán giả đã đến với chương trình Giai điệu phim Việt. Và ngày hôm nay Chí Thiện sẽ gửi đến quý vị khán giả ca khúc chủ đề của bộ phim Vòng tròn tội ác. Anh Chí Thiện có biết điểm đặc biệt trong ca khúc ngày hôm nay của chúng ta là gì không? Những ca khúc trong bộ phim này đều là do Văn Tứ Quý sáng tác. Nhạc sĩ Văn Tứ Quý thì sáng tác rất nhiều các ca khúc nhạc phim hay thì chúng ta ai cũng biết rồi. Tuy nhiên ngày hôm nay em muốn giới thiệu đến anh Chí Thiện cùng với quý vị khán giả một điểm đặc biệt. Đó là người thể hiện ca khúc này chính là một nhiếp ảnh gia. Và đó chính là Phạm Hoài Nam. Đây là một nhiếp ảnh gia sở hữu chất giọng trầm ấm và đầy tình cảm. Anh đã cover rất nhiều các ca khúc nổi tiếng của các nhạc sĩ như là Đức Trí, Nèo Quốc Bảo, Việt Anh. Và sau hơn 20 năm làm nhiếp ảnh gia, ngày hôm nay anh đã bén duyên với âm nhạc. Và khi nghe giọng hát thì anh cảm thấy rất là phù hợp với bài hát trong bộ phim Vòng tròn tội ác. Vì nghe ở đâu đó có sự từng trải, có gì đó rất là sâu lắng. Và quý vị khán giả hãy cùng Chí Thiện và Phương Quỳnh thưởng thức ca khúc này nhé. Đầu tiên mới yêu em còn nhớ chăng? Quên hết những buồn đau, bỏ hết những hờn oán, nắm tay ta về những nơi yên bình ngày xưa. Về đi đời em mong manh, loài hoa trắng trong những ngày nắng lên. Đời dẫu không bình yên, làm trái tim vụn vỡ, nắm tay nhau về có anh mãi bên đời em. Về đây cùng anh, rời xa bao hận hôm qua, đừng có mãi hoài loay hoay trong vòng tội tình, trong những cơn mơ anh vẫn mơ về tình yêu, có em cùng anh mình xây giấc mộng bình. Đầu tiên mới yêu em còn nhớ chăng? Quên hết những buồn đau, bỏ hết những hờn oán, nắm tay ta về những nơi yên bình ngày xưa. Về đi đời em mong manh, như là loài hoa trắng trong những ngày nắng lên. Đời dẫu không bình yên, làm trái tim vụn vỡ, nắm tay nhau về có anh mãi bên đời em. Về đây cùng anh, rời xa bao mình xây giấc mộng bình yên.
trong vòng tồi tình. Trong những cơn mơ, anh vẫn mơ về tình yêu. Có em cùng anh, mình xây giấc mộng bình. Sinh ra và lớn lên ở miền quê yên bình, Tiên đã có một tình yêu thanh mai trúc mã với chàng trai tên Trơn. Và khi biến cố xảy ra thì Tiên đã biến đổi thành một con người hoàn toàn khác. Và anh Thiện có để ý là mỗi khi Tiên lập ra kế hoạch trả thù là y như rằng đều có Trơn bên cạnh để khuyên nhủ cô. Ừ, và không biết được rằng là tình yêu có chiến thắng được lòng hận thù hay không. Và nếu quý vị muốn biết, hãy nhớ đón xem diễn biến tiếp theo của bộ phim Vòng tròn tội ác trên kênh truyền hình SCTV 14 nhé. Còn bây giờ, Chí Thiện và Phương Quỳnh xin chào và hẹn gặp lại.